That's our lesson today. So, now all of you guys, so we start with number one. First, you have some minutes to look on the word. Now, how do you pronounce it? Yeah, and then this one, listen. Gương. Yeah. Okay. One more word. Yeah. So how do you pronounce this one? Zǒ. Yeah. What about this one? Yeah.
số 4 nào. Hoặc là number 4. Sọc. Giáp. Quizzen đơn nào. Quizzen đa đơn nào. Rush. Yes, this one. Number 4. Rush. Yes, sọc giáp. Quả bóng nào? Quả bóng. Yeah. Giá sách nào? Yeah, book shelf. Đồng hồ. Yeah, number 2. Giá sách. Giá sách. Yeah. Số 3 nào. Quả bóng. Quả bóng. Quả bóng. Quả bóng. Quả bóng. Số 4. Sọc. Giáp. Sọc. Yeah, số 5 nào. Cửa sổ. Cửa sổ. Số 6 nào. Tủ. Tủ. Đúng rồi. Số 7 nào. Tường. Tường. Rồi, ok. Số 8 nào. Cái gương. Cái gương. Đúng rồi. Số 9 nào. Đèn ngủ. Đèn. Ngủ. 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 Số 10 nào. Bếp. Gác.